Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi lên trên Không Miền. Hôm nay là mua bánh kẹo lên tổ chức cho các cháu ở trên thôn Không Miền. Đang mấy tí đi xem chỗ siêu thị nào mua bánh kẹo được nhỉ? Anh em mình sang chỗ Nhật Cường. Đi sang Nhật Cường. Có cần quay đầu xem? Em đố bên này á? Bên này nó quán. Chị ơi, chị nhặt cho em bánh kẹo khoảng 4 triệu 8, cả bánh cả kẹo tổng hợp hết chị ạ. Cho cả em cả thạch cả ấy nhá. Tất tần tật luôn. Kẹo mút, bánh và kẹo. Đấy, mua cho trẻ con tổ chức Tết Trung Thu rồi mà. Đấy, bánh kẹo khu này này. Nhà chị không có nhân viên à? Đấy, chị cho cả những cái này này, bánh kẹo này. Cái này phải đóng mấy tầng? 4 triệu mấy mà phải mấy tầng? Chị đóng vào túi cho em cũng được, bởi vì em đi ô tô mà. Nhưng mà đóng hết thùng cho gọn. Thôi đóng túi xếp nó dễ. Thùng to tí nữa thì đóng nhiều nó không phải không xếp được. Đóng cái túi bóng to cũng được chị ạ. Đấy, bim bim các loại chị cứ cho hết cho em. Vâng. Tí vào đấy là em trộn lên mà, xong là chia cho các cháu mà. Cho bánh gạo không em? Có, chị cho bánh gạo đi. Bánh gạo nhá. Vâng. Cho cả thạch nhé chị nhé. Chị nhặt là không kịp rồi. Đấy, hôm nay chị không có nhân viên là chị bù hết cả đầu ấy. Vâng, thế cũng được chứ. Thạch này trẻ con thích ăn mà. 12 gói đủ không nhỉ? Đủ chị ạ. Chị nhặt cả kẹo mút vào cho em chưa? Cái gì? Nó là cái gì? Cái gì?
Thạch này, sứa này, đủ chưa? Cho thêm cái loại sứa lọ nữa là được rồi. Được. Đấy, cái nào được chị bê ra cho em thôi. $4.870 được không? 4.870 được không? 4.870 à? Ừ, vâng, được, không sao đâu chị ạ. Đây, hóa đơn của em đây. Đây, chị rửa. $4.870.000. Ok. Mỗi người phải giảm 70.000 cho bọn em. Giảm nhiều đấy chứ nhỉ? Nam đếm, đếm tiền hộ anh ấy. Đủ chưa chị? Đủ rồi. Vâng, rồi. Em cảm ơn chị nhá. Ừ rồi, cảm ơn các bạn nhá. Vâng, em chào chị. Mà trong này hết chưa? Nào. Trong cốp nè. Ok đi. Em lần trước trở lên đấy một lần rồi nhỉ? Đây cái đường đấy mà đi thôi, thẳng tiến thôi. Điểm trường rồi. Ôi trời ơi, đông thế. Hôm nay thứ bảy được nghỉ nên là trưởng thôn Phành đã gọi bà con ra đây. Đi bên này thôi. Đấy, sang bên hội trường này. Chào chào chú. Vâng. Trưởng thôn Phành ra đây chưa nhỉ chú nhỉ? Trưởng thôn bảo ở đây cho mà. Vâng, để cháu gọi trưởng thôn em. Em chào anh. Thằng này ra đây chú bảo. Ui dồi, có cái đấy, thằng này là đeo vòng rồi. Thằng này là đeo cái vòng to đùng rồi. Không được rồi. Cái ai đeo cho? Bố đeo cho à? Bảo bố mai cắt đi nhá. Nhá. Vướng cổ lắm, biết chưa? Ừ. Nhớ, nhớ chưa? Ờ, xin chào trưởng thôn Phành. À, đưa cả ra hết chưa? Con của Hoa ra hết chưa? Con của Hoa đi xong.
Em thử nhìn áng qua xem là đầy đủ các cháu đến đây chưa? Ở bên trên là chưa xuống à? Có một số người đang trên đường đi. Ờ, thế đợi đã. Đợi cho đông đủ đã. Cứ mở cửa đi, mình xem. Ờ. Không thì bây giờ em mở cửa ra trước đi. Sáng nay đi làm gì? Sáng nay em đi chợ về, xong rồi em thu số hộ khẩu của dân, em rà soát hộ nghèo ấy. À. Em cho nên là em đi muộn tí. Tranh thủ làm sớm à? Vâng. Ở trong này có bàn không nhỉ Phanh à? Có hai cái anh ạ. Thế thì tí chắc phải mà đi lấy chiếu về. Xong là giải xuống dưới này thôi. Ờ, gọn hết bàn ghế xong là giải chiếu ở đây đi. Xin chào nhá. Con xuống hết chưa? Đây rồi. À, xin chào. Cô làm nhà bếp chưa? Thế mai làm đi. Chiều mai chở vật liệu. Ờ, mai chở đi. Chiều lên. Ok. Tỏa con vào đây hết chưa? À đây. Phanh giải bạt với chiếu chưa? À đây rồi, được rồi. Bây giờ anh bảo nhá, cho vào đây xong trộn đều lên nhá. Trộn đều lên xong là chia ra thành nhiều mâm để cho đủ các cháu ngồi. Đây là thạch này, mua hẳn một thùng luôn, 3 thùng, 2 thùng thạch. Chú ơi, giúp cháu bê cái này vào một thùng với. À. Đấy, cháu cho cả hai luôn. Ở trong này hết chưa, Tòa? Ờ, à, rồi. Hết rồi. Đấy Phành ơi, bây giờ là trộn đều lên nhá, xong là chia mâm nhá. Tỏa ai giúp ra cái. Bóc hết xong là trộn đều lên. Tí cái sữa với cái này, cái nên nước ngọt này thì mình chia sau. Cứ bây giờ cứ trộn bánh kẹo lên trước. Vâng. Đấy thì cái này mình chia đều đúng ạ. Vâng. Cái này là thạch. Vâng. À cho cả thạch, cái này là thạch thôi. Thạch.
tí cái túi thì để gọn vào nhá, Toàn nhá, để gom gọn vào tí để đốt đi. Đây Toái, vứt túi bóng vào đây. Đây chị ơi, vứt túi bóng vào đây gọn luôn này. Từ từ nhá, từ từ, mà mạ nhá. Cứ bình tĩnh. Chia xong ra nhá, xong anh ngồi nhá. Còn đông quá. Còn chưa tính ở ngoài. Em chào anh. Mà chia cái này giúp anh không? Không, cứ để đây tí họ các biết bóc rồi mà. Bóc họ chia với chi đâu? Với lại tranh nhau. Không được. Vơ được một thùng. Được rồi, không sao đâu. Không cần bóc đâu. Trẻ con ở đây nó hiền nữa mà. Nó chia nhau hết mà. Thế là chia nốt cái này rồi anh. Còn hai thùng nữa này. Anh ơi, em bảo các chị cho các cháu vào ngồi hết đi, xong là các chị lùi ra được rồi.
đấy, lùi dàn nhá, lùi lùi ra nữa đi, lùi ra cho ngồi cho rộng đi. Cứ bình tĩnh, bảo bình tĩnh thôi. Mà mạ thôi. Đấy, trẻ con ở đây rất là ngoan nhá. Trưởng thôn là hô là được ăn đấy, bắt đầu ăn đấy. Đấy, hôm nay là các cháu rất là vui. Tết Trung Thu. Hôm nay ở trong hội trường thôn thì hơi chật một tí, nhưng mà vẫn đủ ngồi. Đây là toàn bộ các cháu ở trong thôn Khâu Miền. Hôm nay các cháu ở trong thôn rất là vui. Đấy, qua đây cũng xin cảm ơn một cô giấu tên ở Hà Lan. Cô đã gửi cho mình là 4.800.000 để mà mua bánh kẹo lên cho các cháu ở trong thôn Khâu Miền. Phanh ơi, anh bảo này, khi các cháu ăn thì bảo là phải gọn hết vỏ ấy vào nhá. Ừ, gom hết vào. Ấy, cứ ăn cứ ở đây xong, chứ các mẹ nó ăn xong rồi các mẹ nó vẫn là dọn thôi. À, gom vào quét dọn sạch sẽ vào nhá. Còn nếu mà tí mà có thừa này nọ thì chia nhau về. À đây, còn này đến sau à? Đây, ngồi đây luôn. Đây, đấy, ngồi đấy. Nó tha luôn. Bánh kẹo thao hồ mà. Vậy đây là các cháu ở mầm non tiểu học à? Ở trong này hết à? Vâng anh ạ, đây là rồi các cháu ở trong mầm non với lại hai lớp tiểu học. Ờ nhỉ. Một lớp 1, một lớp 2. Ừ, có hai lớp tiểu học đây. Vâng, vâng. Và 5 lớp mầm non phải không? Mấy lớp mầm non nhỉ? 5 lớp mầm non. Hôm nay là thứ bảy chủ nhật nên là các cô giáo không thể lên đây. Thế ra là anh định tổ chức ở trong từng lớp một cơ. Đấy, nếu mỗi lớp là chia bánh kẹo ra đều ấy. Nhưng mà rất tiếc hôm nay thứ bảy nên là các cô giáo là nghỉ hết rồi nên là không có khóa. Nên là đành cho các cháu tổ chức chung ở đây cũng được. Toàn các cháu trong thôn. Mm-hmm.
Đây thì em cũng cảm ơn anh rất là cầu nối rất là nhiều, và cô giáo tên đã cùng cùng với các cháu đã có quà bánh kẹo cho các cháu trong khu. Qua đây để em cũng chúc anh rất là cầu nối và cô giáo tên sức khỏe dồi dào rất là nhiều gia đình. Cô ấy ở Hà Lan cơ. Vâng, em cảm ơn cô giáo tên ở Hà Lan. Cô đấy là gửi cho anh là tổng anh nhận được là 4.8 triệu, thì hôm nay anh mua bánh kẹo vào hết đây cho các cháu rồi. Của các cháu rồi, cô cũng đã quan tâm đến các cháu, cô để mà cảm ơn cô rất là nhiều và cô luôn luôn có sức khỏe dồi dào với gia đình. Con em đâu? Đây, đây. À đây à? Đây. Út ngồi bên kia. Đang tranh thủ chiến đấu. Ngồi đây hết rồi nhỉ? Một túi về nhà nữa đây. Các cháu khác chia nhau. Ui, con này được nhiều đấy. Con nhỏ, con nhỏ. Cho mình ông ta tỏ nên đồ. Cho ông ta nên đồ nhóm, chú có đồ nhóm, chú có chơi nên đồ. Sao ta nên đồ không ạ? Chú có mà con chơi nên đồ. Em bảo các phụ huynh ở đây dọn dẹp một tí nha. Phải nhầy. Bảo các phụ huynh là một số người dọn dẹp nhé, gom huyết và vỏ vào xong là đốt đi. Con này được kẹo chưa? Ôi trời ơi. Toan hết mồ hôi. Ôi, con này được nhiều thế. Bánh kẹo thừa thì hầu như các cháu cũng đã khác chia nhau rồi. Mỗi người một túi thì về. Ai cũng có phần quà rồi đây. Tôi sao có một cơ sở nó cũng là con. Cơ sở nó không.
Quét dọn sạch vào nát phải nhé. Báo các chị. Đấy, bà chị quét nữa là được rồi. Thôi phải anh bây giờ anh đi về đây nhá. Về sang nhà em nước đông đã về. Không, anh đi về luôn đây. Chiều anh còn đi vào trong Hòa Sơn cơ. Nhà Hòa. Ừ, đi vào trong đấy. Nhá. Cứ bảo các chị em dọn dẹp xong xuôi đi nhá. Vâng, chúng ta chào anh em nhé. Vâng, vâng. Giờ đi về đã. Vâng, thì em cảm ơn nước và cảm ơn cô giáo tên nhé. Vâng, ok nhá. Đến các cháu. Anh về đây. Vâng. Ôi, chào tất cả anh em nhé. Chào các cô, các bác nhé. Chào nhau. Đi, Nam à. Về đây. Hôm nay các cháu rất vui đấy. Qua đây cũng xin cảm ơn một cô giấu tên ở Hà Lan rất nhiều. Được, đoạn này không có ránh đâu. Có mỗi đoạn dưới này thôi. Đoạn đấy lên trước đường hỏng. Xe anh Sự mắc ở đấy mấy lần rồi. Ừ. Cái đoạn dưới này. Chưa vào. Thắt dây an toàn này.